Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ tặng quý vị và các bạn một cái bài hát ở bên đạo Công giáo của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái bài hát này nó sẽ tặng hết cho tất cả quý vị và các bạn một cái bài hát có cái tựa đề là Hãy yêu mến nhau. Vì sao tôi chọn cái bài hát này? Vì quý vị và các bạn biết không, trong cái công việc thì tôi rất là ít cái thời gian để mà dành cho chính bản thân mình. Tôi cũng thích hát karaoke nè, cho nên tôi đã vào cái cộng đoàn và vào ca đoàn đó quý vị. Và sau khi mà nghe được cái bài hát Tâm tư tình cảm của cái bài hát Hãy yêu mến nhau thì tôi cảm thấy rất là vui, và tôi mong muốn quý vị và các bạn cũng hãy nghe cái bài hát như chính bản thân tôi. Do cái nội dung của một cái bài hát là do tôi lấy từ cái nguồn ở trên mạng, cho nên quý vị và các bạn sẽ nghe. Và nếu trong trường hợp tôi sẽ để cái đường link của cái người mà gọi là cái link mà tôi sẽ sử dụng cái nhạc đó để cho quý vị và các bạn được hiểu. Tôi muốn quý vị và các bạn hãy nghe cái bài hát Hãy yêu mến nhau. Có thể là chúng ta cùng tôn giáo, cũng có thể chúng ta không cùng tôn giáo. Tuy nhiên hãy nghe ha quý vị và các bạn, hãy nghe để mà hiểu nha quý vị.